Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, mùng 3 tháng 6 năm 2018. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 3 tháng 6, Chúa Nhật thứ 9 thường niên, lễ mình và máu thánh Chúa Kitô, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ thánh Carolo Loanga và các bạn tử đạo. Giáo huấn số 27. Một cây lớn có nhiều cành. Như trong một cây lớn mọc lên từ hạt giống do Thiên Chúa gieo trồng, và đâm cành kỳ diệu và đa dạng trong cánh đồng của Chúa, đã phát sinh những hình thức khác nhau của đời sống đan tu hoặc cộng đoàn và những gia đình khác nhau. Họ làm gia tăng sản nghiệp, vừa sinh ích cho các thành viên, vừa sinh ích cho toàn thân thể của Đức Kitô. Ngay từ thời sơ khai của Hội Thánh, đã có những người nam và người nữ có ý muốn nhờ việc thực hành các lời khuyên phúc âm để bước theo Đức Kitô cách tự do hơn và bắt chước người cách khắng khít hơn, và mỗi người một cách, họ sống một cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa. Nhiều người trong số đó được Chúa Thánh Thần linh hứng, hoặc đã sống cuộc đời cô tịch, hoặc đã lập ra những gia đình tu sĩ mà Hội Thánh bằng thẩm quyền của mình đã sẵn lòng chấp nhận và phê chuẩn. Các giám mục phải luôn cố gắng phân định những hồng ân mới của đời sống thánh hiến được Chúa Thánh Thần phó thác cho Hội Thánh của Ngài. Việc phê chuẩn những hình thức mới của đời sống thánh hiến được dành riêng cho Tòa Thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 917, 918 và 919. Mùng 4, thứ 2. Thánh vịnh tuần thứ nhất. Mùng 5, thứ 3, Thánh Bonifacio, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. Mùng 6, thứ 4, Thánh Norberto, giám mục. Mùng 7, thứ 5 đầu tháng. Mùng 8, thứ 6, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng. Ngày Thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Mùng 9, thứ 7, Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ. Không cử hành lễ Thánh Ephrem Phó Tế, Tiến sĩ Hội Thánh. Mùng 10 tháng 6, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật, Đại lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Bánh bơi trời đang rộng ban khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bời trời đang rộng ban khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Mình máu thánh của trời là của ăn tuyệt vời, mau mau đến dự tiệc thánh huyền diệu. Mình mong thánh vua trời là của ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu. Dâng lời hát cảm tạ ca tụng vua chí nhân, muôn dân chúng tụng ngợi khen, ngợi khen Chúa nhân hiền.
trăm ngàn lần thảm tạ, ca tụng vua chính nhân, yêu mến hết thầy thần dân, rộng ban chính lương thần. Mình mong thánh vua trời là của ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền diệu. Mình mong thánh vua trời là của ăn tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, vào năm 1263, có một vị linh mục dâng lễ ở nhà thờ Christiana, nước Ý. Và khi mà ngài cầm lấy tấm bánh để bẻ ra, thì ngài bỗng giật mình vì tấm bánh ấy bây giờ đã trở thành chính thịt, và máu thì chảy ra lênh láng bàn thờ, đến nỗi thấm cả 25 lớp vải. Sợ hãi, ngài đã dừng thánh lễ lại, và ngài đã xin ý kiến Đức Giáo Hoàng Urbano. Và Đức Giáo Hoàng đã mời một vị giám mục đến để kiệu mình Thánh Chúa về, để cho muôn dân được thờ phượng. Chỉ một năm sau đó, vào ngày 8 tháng 9 năm 1264, Đức Giáo Hoàng đã chính thức ban lệnh toàn thể giáo hội này cử hành thánh lễ kính mình và máu thánh Đức Kitô như chúng ta mừng lễ ngày hôm nay. Như vậy, trong thánh lễ này, chúng ta cùng nhau hân hoan tuyên xưng vào tình yêu của Thiên Chúa đã thương ban chính mình và máu của Ngài cho mỗi người chúng ta, đồng thời xin cho mỗi người chúng ta biết tha thiết hơn nữa, biết gắn bó hơn nữa để đến với mình và máu thánh của Ngài trong thánh lễ. Và như trong thường lệ, hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý ân nhân, quý cộng tác viên và thính giả nghe đài được muôn ơn lành hồn xác, và những ai đã qua đời được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi của mình để xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đấng bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng con thôi.
con đức Chúa Cha. Chúa soi thời trần gian, xin thương xót cho con. Chúa soi thời trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa về thần linh Chúa Cha, xin thương xót. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sông và hiên tri cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thọ muôn đời. Amen. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Môi-sen đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán. Vậy Môi-sen ghi lại tất cả những lời của Chúa, và sáng sớm ông trỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng 12 cột trụ, chỉ 12 chi họ Israel. Ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hòa. Môi-sen lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe, và họ thưa: chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán. Vậy ông lấy máu rảy lên dân chúng và nói: đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tôi sẽ lãnh trên cao độ, và tôi sẽ kêu cầu dành cho. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban? Tôi sẽ lãnh trên dành cho, tôi sẽ lãnh trên cơ độ, và tôi sẽ kêu cầu dành cho. Cái chết của những vị thánh chúa thật là đáng quý và vinh quang. Đã cứu tôi khỏi xiềng xích, tôi sẽ lãnh trên cơ độ,
tôi sẽ kêu cầu dành cho. Tôi sẽ dâng lên lời cầu xin và cùng Thiên Chúa lời ngợi khen. Bao lời khấn hứa với Ngài tôi sẽ giữ trước mặt toàn dân. Tôi sẽ lên trên cứu độ và tôi sẽ kêu cầu dành cho. Bài trích thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về thế gian này. Cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của người, mà vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hóa được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, đấng đã nhờ thánh thần mà thánh hiến chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa. Máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những vệ sinh sự chết, khiến chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy, Chúa Kitô là trung gian của tân ước, vì nhờ sự chết của người để cứu chuộc tội phạm dưới thời cũ ước, mà những kẻ được kêu gọi đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ vượt qua. Các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước, thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào, thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi, căn phòng ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở đâu? Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi, đã dọn sẵn sàng, và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó. Hai môn đệ ra đi vào thành, và thấy mọi sự như người đã bảo, và hai ông dọn lễ vượt qua. Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Các con hãy cầm lấy, này là mình ta. Rồi người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và người bảo các ông: Này là máu ta, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con, ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em thân mến. Một lần nọ, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 có gửi cho các anh em linh mục một bức thư. Trong bức thư ấy, Ngài viết thế này: Các con thân mến,
Mỗi ngày các con được mời gọi dâng thánh lễ. Rồi, các con được mời gọi cầm tấm bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho dân chúng. Âm thanh của việc bẻ bánh nhỏ thôi, khô khốc. Cộng đoàn chẳng ai nghe thấy, chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng đó là hình ảnh cuộc đời của mỗi người chúng con. Mỗi ngày cuộc đời của chúng con trên hành trình bước đi theo Chúa sẽ là những hành trình của hy sinh, của gian khổ, của sự trao hiến chính bản thân mình. Rồi đây cuộc đời của mỗi người chúng con sẽ vẫn là những tấm bánh dâng trọn vẹn vào vòng tay từ ái của Thiên Chúa để Ngài bẻ ra để phân phát cho dân chúng. Cuộc đời của chúng con sẽ đầy dẫy những hy sinh âm thầm lặng lẽ. Chẳng ai biết, nhưng chỉ có Chúa biết và con biết mà thôi. Vâng, một suy niệm thật hay của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Và đó cũng là một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta. Cuộc đời của mỗi người chúng ta xuất hiện trong trần gian này không phải là lấy lại cho mình, không phải là khư khư để gìn giữ cho cuộc đời mình, nhưng là hằng bẻ ra để trao ban cho dân chúng. Vâng, hình ảnh ấy chúng ta học được ở đâu? Chúng ta học được ở trong thánh lễ mỗi ngày với việc bẻ bánh. Đức Giê-xu như trong trình thuật tin mừng và thánh Mác-cô thuật lại, ngay trong bữa tiệc ly năm ấy, đang khi dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-xu đã cầm bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, Ngài bẻ ra và trao hiến cho mọi người. Rồi rượu cũng thế, Ngài cầm lấy rượu, tạ ơn rồi trao cho các môn đệ. Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Vâng, Thiên Chúa là tình yêu, và chính bởi tình yêu này mà Ngài đã có một sáng kiến kỳ diệu và nhiệm màu. Sáng kiến này là gì? Là Ngài hứa ban chính thân mình của Ngài là thịt, là máu cho tất cả nhân loại này được no thỏa, được sống dồi dào, viên mãn. Giao ước mà Đức Giê-xu thiết lập là giao ước mới. Vậy thì giao ước cũ là gì? Trong bài đọc 1 chúng ta được nhắc lại sách xuất hành, trình thuật cho chúng ta lại việc Thiên Chúa đã ký kết với dân ở trên núi Sinai. Ngày ấy, dân Israel được Thiên Chúa giải phóng ra khỏi đất nước Ai Cập, và trong hành trình trong sa mạc, Ngài mời gọi dân tiến lên một ngọn núi là núi Sinai. Rồi dân chúng phải dừng lại ở chân núi để một mình ông Mô-xê mà thôi, một mình ông được Thiên Chúa mời gọi tiến lên để lắng nghe lời người truyền dạy. Ông Mô-xê lắng nghe lời Chúa, rồi ông xuống núi để thuật lại cho dân chúng. Dân chúng hân hoan thưa lên rằng, những điều Thiên Chúa phán, chúng tôi xin thực hiện. Ngay sau đó, ông Mô-xê đã dựng 12 phiến đá, tôn thờ Thiên Chúa và giết bê, lấy máu đổ một nửa ở trên bàn thờ, nửa còn lại ông rảy trên dân chúng để cam kết máu là sự sống, máu là sức sống của mỗi người. Thì giờ đây một giao ước mới Thiên Chúa thiết lập giữa Thiên Chúa với dân. Dân hãy gìn giữ những lời mà Ngài căn dặn thì sẽ được sống vẹn toàn và được chính lời Ngài ban làm no thỏa. Hình ảnh máu được tác giả trong thư Hebrew đề cập đến ở trong bài đọc thứ hai. Đức Giê-xu Ki-tô đấng bị treo trên thập giá và từ khi cạnh sườn của Ngài bị đâm thấu, máu và nước tuôn tràn mãi mãi. Máu của Đức Giê-xu
để thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta, để chúng ta không hướng chiều về những điều chết, những điều của sự dữ, nhưng là toàn thể con người của mình được thanh tẩy một cách trọn vẹn, để từ đây mình thuộc về Thiên Chúa, xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa, đấng duy nhất mà chúng ta tôn thờ. Kính thưa cộng đoàn, mỗi ngày chúng ta đến trong thánh lễ này, đôi khi chúng ta tham dự phần dâng lễ, ca đoàn hát những ca khúc thật hay, nhưng mà cũng tiếc rằng trong khoảnh khắc ấy chúng ta không được lắng nghe lời của linh mục khi dâng tấm bánh và chén rượu. Khi ấy ngài cầm bánh dâng lên cao và thân thưa với Thiên Chúa rằng: lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Vâng, mỗi ngày chúng ta đến trong thánh lễ, chúng ta không đến bằng hai bàn tay trắng, chúng ta không ngồi một cách thụ động như xem tivi. Nhưng chúng ta đến trong thánh lễ bằng cả con người, bằng cả cuộc đời của mình, bằng cả mối tương quan của mình với mọi người và với toàn thể vũ hoàn này. Tấm bánh kia làm bằng từng hạt gạo, và chén rượu nho cũng làm từ từng trái nho, như là tượng trưng cho những lao công vất vả của con người, có những hy vọng và có những niềm đau tuyệt vọng, có những niềm vui, có những nỗi buồn trong cuộc đời lao công vất vả của mình, có cả giọt nắng, giọt mưa, có cả giọt nước mắt của khổ đau, và có cả những giọt nước mắt đầy tràn hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Vâng, chúng ta đến trong thánh lễ này để hiệp dâng tất cả cho Thiên Chúa, cả trọn vẹn con người, cả lao công vất vả của mình dâng lên Chúa, để xin bàn tay từ ái của Thiên Chúa tiếp nhận, thánh hóa tất cả. Và nếu tấm bánh làm từ nhiều hạt lúa xay nghiền ra, từng chén rượu kia được làm từ nhiều trái nho được nghiền nát để hòa trộn vào với nhau, mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta đến với thánh lễ này, chúng ta cũng được chan hòa, được nghiền nát để trộn lẫn vào nhau, để từ đây mỗi người chúng ta không còn là những con người riêng biệt, nhưng là toàn thể cộng đoàn này, hòa quyện với nhau, để dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tạ ơn, xin Ngài thánh hóa tất cả, và Ngài bẻ cuộc đời của từng người chúng ta, để phân phát cho muôn người, làm phát sinh sự sống, ơn cứu độ cho tất cả thế giới này. Vâng, một hình ảnh thật đẹp. Như thế, mỗi người chúng ta hơn bao giờ hết tạ ơn Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta đến trong thánh lễ này, chúng ta hiệp dâng một cách sinh động hơn, gần gũi hơn, bằng trọn vẹn con người của mình hơn. Có một lần, một bà mẹ dắt đứa con nhỏ đến và thưa với con rằng: thưa cha, xin cho con của con được nghỉ đi lễ, được nghỉ học giáo lý, để con của con được đi học thêm, được làm điều này, được làm điều kia. Con ôn tồn mỉm cười và nói với chị thế này: chị ơi, chị biết lo liệu cho con của chị như thế thì tốt lắm. Chị biết lo cho con của chị cái ăn, cái học, cái mặc, cái giải trí vui chơi, tốt lắm. Tuy nhiên, con của chị nếu nó chỉ sống được có mấy chục năm ở trên trần gian này thôi, mà chị đã lo lắng cho nó nhiều như thế, chị quan tâm nhiều như thế, thì cuộc sống đời đời, cuộc sống mai hậu, đáng lẽ chị phải quan tâm hơn nhiều. Quả thật, Thánh Thomas Aquino, Ngài đã nói: thánh lễ là một phép lạ trỗi vượt trên muôn ngàn phép lạ, là bí tích trỗi vượt hơn muôn ngàn bí tích. Với bí tích thánh thể, Đức Giê-xu đổ máu mình ra để xóa đi mọi tội lỗi của con người, giao hòa mỗi người chúng ta với Thiên Chúa. Và tâm hồn của mình
toàn thể con người của mình từ đây được chan chứa một mầu nhiệm vĩnh cửu, một mầu nhiệm với những ân huệ tuyệt vời của Thiên Chúa. Chính vì lẽ đó, nếu con của chị không đi đến nhà thờ, thì có lẽ con của chị sẽ được no thỏa nhiều lắm ở trên thế giới này, nhiều lắm về sự học hành, về kiến thức, nhiều lắm về những no thỏa trong cuộc trần này. Nhưng những điều ấy vẫn làm cho con của chị khát, làm cho con của chị thấy cảm giác đói. Đúng rồi, đói là phải thôi, khát là phải thôi. Vì chẳng có gì trong trần gian này làm cho chúng ta được no thỏa, được dồi dào hoàn toàn. Chỉ có thần lương của Thiên Chúa mới làm cho chúng ta được viên mãn, được dồi dào thật sự. Chính vì lẽ đó, khi cử hành thánh lễ mình và máu thánh Đức Giêsu Kitô, hơn bao giờ hết, chúng ta học được hai bài học. Thứ nhất, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một bí tích tình yêu để dưỡng nuôi mỗi người chúng ta được no thỏa trên hành trình tiến về nước trời, từng ngày, từng khoảnh khắc trong cuộc đời của mình. Và bài học thứ hai, nếu một Thiên Chúa tình yêu đã sẵn sàng bẻ mình ra để trao hiến, để hy sinh, thì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi, cũng hãy bẻ tâm hồn mình ra, bẻ trọn vẹn con người của mình ra, để tiếp tục trao hiến, tiếp tục hy sinh vì người khác, để cho muôn người được no thỏa, muôn người được phát sinh sự sống dồi dào. Ước mong mỗi người chúng ta luôn được mời gọi, tiếp tục hy sinh, tiếp tục trao hiến, tiếp tục bẻ ra như thế trong cuộc đời của mình. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng, chúng ta tuyên xưng vào Đấng đã yêu thương chúng ta, hiến thân trọn vẹn vì mỗi người chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, lòng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhầm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu Đông Linh vào thâm gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Kiền, Công giáo và Tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể để hiến ban thịt máu mình làm lương thực thần linh, nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ hành về quê trời. Chúng ta hãy chúc tụng tình yêu cao vời của Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúa nói, các con hãy cầm lấy, này là mình ta, xin cho các linh mục theo gương Chúa Giêsu toàn hiến đời mình cho Chúa và tha nhân, để nên của lễ thánh thiện đẹp lòng Chúa, và mang lại cho dân sự sống dồi dào. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho các mạng lưới xã hội hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Máu Đức Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta, xin cho những người đang sống trong tội lỗi và đam mê bất chính biết chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể để được Chúa thanh tẩy, thứ tha và tìm được sức mạnh mà hoán cải cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng và bẻ ra trao cho các ông. Xin cho chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ và cầu nguyện thánh thể, để Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta nên tấm bánh bẻ ra, nuôi dưỡng gia đình và tha nhân trong chân lý và tình yêu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, với tình yêu lớn lao và khiêm hạ thẳm sâu, Chúa đã ở lại với chúng con nơi bí tích thánh thể. Xin cho chúng con biết siêng năng gặp Chúa, để được Chúa yêu thương và thánh hóa cuộc đời chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Cùng dâng lên Cha tấm bánh tinh hoa từ bông lúa ngát thơm hương nồng. Cùng dâng lên Cha rượu thánh kết tinh nên từ nho chín sẽ trong. Dài dầu vào vẹn mưa nắng, nguyện xin Cha thương thánh hoa thành mình màu thánh. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em,
được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và biểu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vĩnh cửu. Khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn, Người là đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu độ và đã truyền cho chúng con dâng mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con, thì chúng con được mạnh sức. Và khi chúng con rước máu Người đổ ra vì chúng con, thì chúng con được rửa sạch. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đón truyền Chúa chịu chết và đến xem Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai. Yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa treo thân thập hình, đổ máu đạo rửa sạch tội nhân thế. Nơi thánh thể Ngài là Thiên Chúa tình yêu, dâng dâng mình làm hy lễ cứu muôn. Mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai. Yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Vì yêu thương con, Chúa mang bao khổ sầu, Ngài kêu cầu để chan thương xót. Nơi thánh thể tình Ngài dâng mãi thâm sâu, dâng chan hòa tình thương tha thiết nhiệm màu. Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại, mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai. Yêu thương con từ trước muôn đời, thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Thánh thể Ngài là minh chứng cho tình yêu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển, được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Thánh tâm Giêsu, nguồn sinh lực tình thương vô giá. Lạy Thánh tâm Giêsu, nguồn uy an mạch sống chan hòa. Lạy Thánh tâm từ bi, đã tặng ban máu thịt nuôi sống. Ai người đang khao khát tìm đến đây chính nguồn yêu thương. Thánh tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi. Thánh tâm Ngài gọi mời mọi người sống yêu thương. Bánh nuôi hồn để người vui sống miền trường. Máu tình tuyền là sức sống trường sinh. Chúng con trong cải đặt thanh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sang lang. Hằng chớ chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy đã thanh trái tim Đức Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình đã thanh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.